Xin chào các bạn. Thì hôm nay nghe có mấy con quắc nó chạy xung quanh nhà, thì mình có đi mua cái bẫy dành cắt cái tấm kiến để mình nhử quắc, không biết có được không. Thì bây giờ mình cứ thử trước. Đây là cái tấm kiến mình mới vừa cắt. Đây. Mấy gốc kiến à, còn nè. Thì mình xài con dao này, tại hồi nãy mình cắt mà mình là quên quay lại. Dao này cắt kiến ngon lắm nè. Mua ở hội chợ á, có 60 ngàn à. Để kéo là thẳng tưng ngon lành liền. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi đặt bẫy. Thì mình sẽ sử dụng loa này ha, để mình mở tiếng. Rồi bây giờ lên đường thôi. Ai da, kiếm quắc nấu cháo cho cua con ăn coi. Đây là đằng sau vườn nhà mình. Hồi nãy mình nghe qua quắc kêu ngoài này rất là nhiều. Giờ khi mình mở thử thì có một con chạy lại. Có cả trâu màu nữa mà. Trâu màu đang để bẫy trong kia, chưa có tính tới. Giờ ra đặt quắc trước. Không biết đặt vị trí nào là hợp lý đây. Tạm thời thì mình cứ đặt đại ở đây đi. Rồi, giờ mình kiếm chỗ mình đi trốn nha. Thank you.
Đây anh em, được một con rồi nè. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Ha. Ô, một tên nhé.